Chiều ngày 5 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Phạm Cao Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí. Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Phạm Cao Hải kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí Phạm Cao Hải trên mỗi cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là những đóng góp của đồng chí đối với công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Đồng thời khẳng định, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Cao Hải cũng luôn tâm huyết trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc mừng đồng chí Phạm Cao Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn đồng chí Phạm Cao Hải với bản lĩnh và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác sẽ tiếp tục có những cống hiến đóng góp cho sự phát triển của thành phố Uông Bí nói chung, địa phương nơi cư trú nói riêng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Cao Hải đã gửi lời cảm ơn sâu sắc sự tạo điều kiện về mọi mặt của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.